Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự cần tập trung nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác xã. Sau đây là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động kinh tế hợp tác xã có vai trò hết sức quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, để các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững, góp phần cùng với địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, cần có sự quan tâm về mọi mặt của các cấp các ngành. Theo thống kê, huyện Chư Rút đã có 3 hợp tác xã với đủ các loại hình được thành lập và đi vào hoạt động, bước đầu đã thể hiện được vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn. Mặc dù vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới đã được khẳng định, tuy nhiên thực tế con đường phát triển của kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế hợp tác xã còn gặp không ít những khó khăn. Trước tiên đó là sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với hợp tác xã, và sự phát triển của hợp tác xã còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, do mô hình sản xuất nhỏ lẻ của phần lớn người dân, nên khi tham gia vào hợp tác xã chưa thực sự mạnh dạn trong việc đầu tư góp vốn. Việc huy động nguồn nhân lực để đảm đương quá trình phát triển của thành phần kinh tế quan trọng này gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các hợp tác xã đều không có trụ sở, nhà xưởng sản xuất ổn định, không có đất thuê lâu dài, đồng nghĩa với việc các hợp tác xã chưa thể yên tâm đầu tư đổi mới công nghệ nên hiệu quả sản xuất chưa cao. Ngoài ra, vấn đề vay vốn đối với các hợp tác xã cũng hết sức nan giải. Hầu hết các hợp tác xã đều khó khăn về vốn hoạt động, chưa tiếp cận được nhiều với các tổ chức tín dụng, thiếu thông tin tư vấn về chính sách tín dụng và không có tài sản thế chấp. Khi hợp tác xã chúng tôi phát triển ra cái dòng cây dược liệu này thì cần một số lượng tiền rất lớn. Nói ví dụ như là chúng tôi lắp một dàn máy chiết xuất ra tinh dầu thì nó hết 21 tỷ này, của Nhật. Vậy thì cái nguồn vốn này thì chúng tôi rất là khó khăn khi tiếp cận với tất cả các nguồn vốn ở các ngân hàng. Thì bởi vì hợp tác xã thì nó không có đất cho nên không có gì để thế chấp. Cho nên là cái vấn đề vay vốn là không thể được. Liên minh có hỗ trợ chúng tôi vay được 450 triệu về cái vốn của liên minh. Thì chúng tôi đã đầu tư thêm một trang trại chăn nuôi bò đấy, và phát triển cho bà con và mua thêm một số thiết bị để chế biến sơ chế cái gốc của năm nay. Còn cái tinh chế thì hoàn toàn phụ thuộc chúng tôi là phải nhờ vả các doanh nghiệp nước ngoài người ta hỗ trợ. Để kinh tế hợp tác xã phát triển góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, trước tiên cần phải đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền để mọi người dân nhận thức đúng vai trò, nội dung và mục tiêu của hoạt động hợp tác xã trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phải làm cho mọi người dân tự nhận thức được quyền, nghĩa vụ và tự nguyện tham gia vào hợp tác xã, phải có sự bàn bạc dân chủ và tính toán cho công bằng, hợp lý trong quá trình hình thành và tổ chức sản xuất. Theo tôi là để đảm bảo được cái phong trào mà thu gom rác thải là phong trào mà xã hội hóa thì đề nghị cơ quan nhà nước là phải có cái chính sách đặc thù riêng cho các hợp tác xã dịch vụ môi trường là được vay vốn thời gian dài để người ta mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ xã hội. Tại vì là cái lĩnh vực môi trường này là nó ảnh hưởng hết toàn bộ xã hội. Cho nên là nếu trường hợp bây giờ mà đa phần xã viên của các hợp tác xã là người dân tộc, là người đồng bào nghèo, người ta mới tham gia, cho nên góp vốn vào cho hợp tác xã rất ít. Bên cạnh đó, hợp tác xã là yêu cầu nhà nước là hỗ trợ, còn nếu mà không hỗ trợ thì cái vốn ít, cho nên là phát triển tất cả các phương tiện xe máy chuyên dùng thì đang rất khó khăn. Có thể khẳng định, phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, là mục tiêu quan trọng được huyện Chư Rút chú trọng thực hiện, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Hy vọng với hướng đi đúng đắn, cách làm phù hợp, kinh tế tập thể ở huyện Chư Rút ngày càng phát huy được hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống người dân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Rút đến đây xin tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên địa chỉ website daitruyenthanhchuyut.gov.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.